Ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết, đơn vị đã liên hệ với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới để xin ý kiến, hướng dẫn phương án nghiên cứu bảo vệ khu vực đàn cá voi vừa xuất hiện ở cửa biển Đề Ghi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định. Theo Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến, khoảng 20 ngày trở lại đây, khu vực biển Hòn Bồi, Hòn Trâu, ven biển Đề Ghi xuất hiện đàn cá voi đang duy trì kiếm ăn cách bờ biển từ 1 đến 3 hải lý. Ban đầu đàn cá voi xuất hiện khoảng 7 con vào khoảng 5 đến 7 giờ sáng. Người đầu tiên phát hiện đàn cá voi và quay clip là anh Đỗ Thanh Toàn, 37 tuổi, đang khai thác tuyến du lịch biển ở Đề Ghi cho biết. Ngày 26 tháng 7, anh phát hiện đàn cá voi khoảng 2 con đang vây bắt các loại cá nhỏ như cá trích, cá cơm. Lần thứ hai ngày 4 tháng 8, anh tiếp tục bắt gặp ở khu vực biển Hòn Bồi khoảng 7 con, trọng lượng từ vài tấn đến hàng chục tấn. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Khánh cho biết, từ xưa đến nay địa phương chưa từng ghi nhận trường hợp cá voi vào bờ đến 20 ngày, kiếm ăn như những ngày qua. Trước đây, đa số cá voi dạt vào bờ có thể do bị thương bởi thiên tai được ngư dân giải cứu hoặc chết dạt vào bờ, được bà con ven biển đưa xác lên bờ chôn cất, lập lăng miếu thờ tự theo phong tục. Trước mắt, ngành chức năng khuyến cáo bà con không di chuyển, đánh bắt ở khu vực có đàn cá voi kiếm ăn nhằm tránh tác động, ảnh hưởng đến đàn cá. Các tour du lịch cần giữ khoảng cách xa, không lại gần tác động đến đàn cá. Còn theo diễn đàn chia sẻ kiến thức bảo vệ đại dương Việt Nam, đàn cá voi xuất hiện ở biển Đề Ghi không phải cá voi xanh mà là cá voi bright. Loài cá voi lưng xám nhỏ hơn cá voi xanh rất nhiều, thường di cư, kiếm ăn theo đàn.